Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt ở chỗ qua cầu La Hán, bên cạnh dòng sông Mã của thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Và tôi đang có mặt ở trong một cái dàn lan rất là tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ chuyển đến các bạn một số những cái hình ảnh và những cái kinh nghiệm từ một người chơi lan rất là giàu kinh nghiệm. Và cái dàn lan này có thể nói là một trong những cái dàn lan rất là sạch, rất là gọn, rất đẹp. Hy vọng rằng clip này sẽ mang đến cho các bạn những cái khung hình thật sự là tuyệt vời và những kinh nghiệm tốt để các bạn áp dụng trong vườn nhà mình. Ở phía bên ngoài kia là một cái khu vui chơi giải trí, karaoke hát cho nhau nghe, cà phê. Và đi qua cầu La Hán bên cạnh dòng sông Mã. Quán là sông Mã gió chiều ạ. Dạ. Đây, thì trong cái dàn này là tôi nhận thấy rằng rất là tuyệt vời. Ở bên dưới ấy, các bạn, ở bên dưới là nuôi gà các bạn ạ, nên gà nó gáy quá chừng chừng đó. Ở đây là một cái khu mà như là một cái khu chuồng cọp luôn, có thể nói là như vậy. Và ở trong này thì có gần 100 các loại lan. Trong đó thì có rất là nhiều các loại lan đặc hữu của khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của tỉnh Thanh Hóa. Ở đây thì tôi thấy là những cây lan mà anh chủ vườn đang chăm sóc phát triển rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ gặp trực tiếp anh và phỏng vấn trực tiếp anh về những cái kinh nghiệm của anh để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Tôi hy vọng rằng từ những cái kinh nghiệm của anh, các bạn sẽ chăm sóc được những cái cây lan, đạt được cái kết quả thực sự là tốt đẹp. Ở đây là một cái chậu phi điệp mà phải nói là thân thủ rất là phi phàm các bạn ạ. Năm ngoái thì theo như anh Hoàng Công, chủ vườn lan ở đây, anh có chia sẻ là cái cây này nó đạt được phi 22. Nghĩa là cái thân của nó, là cái giả hành của nó là 22mm, là 2,2cm. Thì hôm nay rất là vinh dự khi mà tôi được phỏng vấn anh Hoàng Công, chủ dàn lan ở đây. Xin chào anh Công ạ. Dạ, xin chào các bạn. Dạ, anh có thể chia sẻ đôi nét về tiểu sử của mình cũng như là cái quá trình lập ra cái dàn như thế này để cho mọi người trên kênh Hoa Lan TV được biết và được giao lưu cùng anh không ạ? Vâng, xin chào mọi người. Tôi thì tên là, họ tên thì là Hoàng Chí Công. Mà tên Facebook của tôi hiện tại bây giờ là Công Hoàng. Đây, Facebook đây. Đây, Facebook dạ, đây Công Hoàng ạ. Là có hình đại diện luôn. Dạ. Cái hình mình dùng hình đại diện thì là dạ, cái sự anh tin tưởng dạ, cho mọi người xem đây, là biết mình. Đúng rồi, cái nick Facebook của anh là Công Hoàng và anh đứng cạnh ba cái giò lan phi điệp hay còn gọi là giả hạc. Trong Nam của em thì gọi là giả hạc ạ. Đấy, thì ở trên này là có rất là nhiều những cái hình ảnh mà anh Công có chia sẻ giao lưu. Ở đây là mới đăng một cái bài này về khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của Thanh Hóa. Dạ. Đây là thuộc khu bảo tồn, mình là cửa ngõ của bảo tồn, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Thanh Hóa. Thế nên rằng là mình được một cái thiên nhiên ưu ái là khu vực mình là miền núi mà lại có nhiều cái dòng lan như là lan phi điệp, trong Nam thì gọi là giả hạc. Thì vùng mình đây thì rất nhiều về phong lan, nhưng mà hiện tại bây giờ thì là cũng hiếm rồi, cái khai thác nó cạn kiệt. Thế nên là mình cũng là cái người đam mê lan và thật sự thì mình cũng rất tâm huyết về lan. Thế nên mình đã sưu tầm cũng mấy năm nay, mình sưu tầm để mình bảo tồn về các cái dòng thân lá, các cái dòng thân lá của điệp Pù Luông bản địa đây và của xứ Thanh nói chung. Thì mình bảo tồn, sưu tầm để chăm sóc và bảo tồn nhân giống các cái giống lan khu vực của mình. Và xin hỏi anh Công là những cái sự đặc biệt của cái dòng thân lá của mình ý, ví dụ như vâng, cái giò trước mắt đây, anh vâng, có thể chia sẻ một chút cho mọi người được biết cái đặc điểm nó độc đáo như thế nào cho mọi người biết được không ạ? Chung là cái giống điệp của Pù Luông thì nó về dòng thân lá nó có rất nhiều, nhưng mà dòng của Pù Luông là nó là thân to, lá to và mập, dài. Đấy, dòng đi ngọn dài. Ví dụ như cái này đi vâng, ngọn được khoảng bao nhiêu mét hả anh? Cái này thì mình chăm đây là năm ngoái, nó đang nhỏ thôi.
Nhưng mà như cái này khả năng của nó thì đi thì như mình nghĩ rằng là năm nay thì nó đi được tầm phải ít nhất là phải tầm 1.5 mét trở lên. Còn năm ngoái mình có những cái giò là nó đi được 2.1 mét. Mình là toàn hoàn toàn thực tế, mình là đo bằng thước đàng hoàng. Có anh có em xem chứng kiến chứ mình không bao giờ mình nói phép. Mình là tính rất thẳng. Đấy. Tương tự như là cái giò này thì năm ngoái ở rừng về là nó đang rất nhỏ, đang ngắn thôi. Đang ngắn thôi, thân ra kỳ rồi, mình đã nứa ra ươm, nhưng mà năm nay thì mình chăm là nó lên như thế này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ trực tiếp về cái giò này đi ha, anh ha. Đây là cái giò phi điệp này thì vừa nãy tôi lấy ở trong cái khay ra các bạn, cái khay đây này. Đây, lúc đầu là nó ở trong cái khay này. Nó giống như ở bên cái giò bên này này các bạn. Thì tôi bỏ ra đây để dễ tương tác và dễ quay, dễ chia sẻ. Thì bây giờ mình sẽ nhìn từ dưới gốc đi anh ha. Bây giờ là cái giò này thì anh trồng trong cái giá thể này được lâu chưa? Anh trồng từ cái này là mình lấy ở rừng về, anh em mình mua với lại người dân đi mua ở rừng, lấy ở rừng về. Thì mình vào giàn là hồi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch năm ngoái. Thì đó về nó đang còn nhỏ, còn đang phát triển lên. Đó thì sang năm nay thì nó lên tốt như thế này. Còn giá thể mình trồng ấy, mình trồng bằng vỏ thông. Tại vì bây giờ là giàn mình là nhiều nên mình trồng bằng vỏ thông. Dạ. Vỏ thông và phân dê. Rồi phân dê này mình phân dê là mình tự ủ theo công thức của vườn Lan Kali Nguyễn Quốc Tư. Dạ, phân dạ. Dê là ủ với lại nấm chi cô đực ma này, lân này, dạ. Đường này, cám gạo này, dạ. Chuối chín xay nhuyễn này, xong bắt đầu trộn với nước đủ độ ẩm đi, dạ. Ủ trong 2 tháng. Đấy. À, khoan, anh nhắc lại cái dạ. Công thức đấy một tí được không ạ? Dạ. Phân dê thì là thế này, phân dê thì mình lấy về nè. Vâng. Mình cái công thức ủ là mình phân dê là ủ với nấm chi cô đực ma. Vâng. Bây giờ mình cụ thể đi, ví dụ như là mình ủ 10 cân phân dê đi. Không, cái đó thì mình là chừng thôi. À, nghĩa là mình ước lượng thôi. Ước lượng đã ủ dùng nhiều năm rồi, năm nay năm thứ 2. Phân dê thì mình như chẳng hạn như mình 3 bao mình dùng là 5 bao phân dê. Vâng. Thì mình cho một túi nấm chi cô đực ma. Dạ. Đấy, túi nấm chi cô đực ma này, rồi mình cho một cho 5 lạng đường. Dạ. Đấy, rồi lân. Dạ. Lân thì mình cho tầm khoảng 1 bát tô thôi. Đấy, rồi chuối chín xay nhuyễn thì mình xay 3 nải chuối. Đấy, mình hòa với nước. Và một bát tô thì nó vào tầm nửa cân đấy nhỉ. Thế nào anh? Dạ. Một bát tô tầm. Rồi mấy trái chi chuối ấy? Mấy quả chuối ạ? Ba nải chuối thông dụng mình ủ. Ba nải chuối mình bỏ vỏ hay là để cả vỏ ấy? Để cả vỏ. Xay nhuyễn ra. Máy xay trình tố xay nhuyễn ra. Xong trộn lại. Trộn đều với phân dê. Vâng. Và cho thêm nước đảm bảo độ ẩm. Dạ. Tức là mình ủ theo cái công thức của vườn Lan Kali Nguyễn Quốc Tư. Vâng. Dùng mấy năm nay rồi. Dạ. Đấy thì mình bón đây, còn vừa rồi là mình mới bón thêm, mua được phân tan chậm. Dạ. Phân trì đấy hả? Phân trì và phân, dạ. phân nhật. Dạ. Đấy thì mình mới bón thêm đây thôi. Dạ. Mình chỉ dùng là phân dê là chính. Dạ vâng. Đây mọi người có thể nhìn thấy là phân mình mới đây, bỏ. Phân này. Cái phân này á là phân Đài Loan. Đây này, phân này là phân Đài Loan. Đấy, có cái túi đóng. Dạ. Còn cái phân này á, cái phân này là phân trì này này, là phân Nhật. Vâng. Phân này là phân bón lót, phân nền. Vâng. Đấy. Thì công thức này của anh rất là tuyệt vời. Vâng. Xin phân cảm ơn anh. Giá thể là bằng vỏ thông. Dạ. Cái địa chỉ trong giàn của mình nhé anh. Và số điện thoại của anh là, anh có thể đọc cho mọi người nghe một chút được không ạ? Mình là, địa chỉ của mình là mình là Hoàng Chí Công. Địa chỉ thì là thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại của mình là 0973 709 996. Rồi, cảm ơn anh. Một số Vina nữa là 02373. Không, một số thôi anh ạ. Rồi. Vì một số cho nó đỡ loãng. Đây là ở đây là mình có hàng giới thiệu với các bạn như này nhé. Số của anh Công á, các bạn muốn giao lưu để học hỏi cái kỹ thuật mà làm phân đây này. Vì là có khi là một số bạn là nghe không rõ thì các bạn có thể là hỏi trực tiếp anh Công trên nick Facebook Hoàng Công, Công Hoàng, hoặc là liên hệ qua số điện thoại là 0973 709 996 thuộc thôn La Hán, xã Ban Công, huyện Bá Thước. Có thể là đi qua cái cầu luôn, vừa đi qua cầu là đến vườn lan của anh Công. Đấy. Dạ. Thì đây là toàn bộ cái giàn lan của anh Công, mà toàn bộ là dùng cái phân mà anh Công vừa chia sẻ. Thì các bạn thấy là những cái giò lan lên rất là đẹp. Đây là đi ngọn. Đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Đây các bạn này, toàn những cái thân thủ phi phàm như các bạn thấy đây. Đây ạ. Lại thêm một giò nữa. Cực kỳ là khủng luôn. Đấy, đang đua ngọn. Và bên này cũng vậy. Đây là đặc sản của núi khu Pù Luông, Thanh Hóa. Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa.
Pù Luông là xứ Thanh. Dạ vâng. Thuộc là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Quá đã luôn các bạn. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thì nó có nhiều điệp dòng thân lá. Dạ. Bên quả quế. Cây quế này em thấy hoa nó rất là to anh ạ. Anh nghề sách ra đây chia sẻ cùng mọi người để mọi người cùng ngắm nhé. Đây các bạn này. Đây. Cái này là quế lá xếp các bạn nhé. Quế lá xếp. Bản lá nó giữ được này, giữ được lá gốc này. Vâng. Lá gốc này. Bản lá được 5 phân 6. Bản lá 5 cm. 5 phân 6. 5,6 cm. Vâng. Cm. Quá đã luôn các bạn. Bông cánh mai rất thơm. Dạ. Tôi gặp rất là nhiều bông quế. Nhưng các bạn nhìn bông quế này này. Bông này. Nó rất là bự. Đây các bạn nhìn. Đây. Bông to. Bông to hơn so với lại một số những cái cây quế bình thường. Thơm lắm các bạn ạ. Cái này thì nó bền bao nhiêu lâu anh? Cái này nở cũng được lâu lắm rồi anh. Dạ. Chắc là mình cũng không nhớ rõ nhưng dạ. Mình đăng lên thì nó cũng lâu từ khoảng hơn 10 ngày rồi. Nó cũng phải hơn 10 ngày rồi. Quá đã luôn anh. Cái này là anh trồng cây quế này là bằng vỏ thông hết hả anh? Vâng. Hay là trên lũa đây? Vâng, cái này là trồng mình bắt vào lũa. Dạ. Cái cục lũa xong bắt đầu mình trồng toàn bộ giá thể là bằng vỏ thông. Dạ vâng. Mà mình cho thêm cái rêu chile, rêu sâu. Dạ. Là để giữ ấm cho nó. Dạ vâng. Tại vì mùa hè nó nắng nóng. Dạ. Còn bây giờ ở đây có những cái khay nước đây này. Là anh để đây để làm cái nhiệm vụ là bán thủy canh để ít tưới hay là để tạo tiểu khí hậu vậy anh? Mình đây là mình tạo tiểu khí hậu. Dạ. Nắng nóng lắm, mùa hè thì thấy mình cảm thấy nó nắng nóng quá mà nó khô, cho nên mình tạo tiểu khí hậu cho nó mát lên, nhiều khi là nó bốc hơi nước lên. Dạ. Cho bốc hơi nước lên để nó tạo mát hơn, cái độ ẩm không khí nó tăng lên đấy ạ. Dạ. Cho nó mình là tạo tiểu khí hậu là như vậy, cho độ ẩm. Ở trong dàn này của mình thì ví dụ như là các bạn xem chương trình này xong mà muốn liên hệ với anh để giao lưu với anh những cái cây lan này thì như thế nào anh? Anh đã bán chưa hay là sao ạ? Dạ vâng, mình cũng có chia sẻ giống. Mình chỉ chia hiện tại bây giờ thì mình đang bảo tồn dự giống, nhân giống. Để sang năm thì mình sẽ có rất nhiều giống để chia sẻ ra cho anh em. Nhưng là bây giờ là anh vẫn chỉ là nhân giống thôi ạ? Đang nhân giống và đã có giống cho anh em sưu tầm về dòng thân lá và dòng mặt bông. Dạ đâu? Là mặt bông và dòng thân lá. Mình đi sang bên đó đi. Bên đây. À khoan đã anh Công ơi, chỗ này em thấy là ở đây này. Nhân thể mình chia sẻ luôn về cái kinh nghiệm. Tại vì trong tất cả các vườn á, thì không có vườn nào mà thoát khỏi được vấn đề lan nó bị bệnh. Và em nhận thấy rằng trong dàn của anh á, có rất nhiều cây lan bị bệnh. Nhưng mà đã khỏi. Đây, xin chia sẻ với các bạn đây nhá. Những cái vết bệnh, đây này, những vết bệnh này. Bệnh rỉ sắt. Và trên này có những vết bệnh thán thư này. Thì sau một thời gian nó bị bệnh, ví dụ như từ dưới này lên này nó rớt lá này, nó bệnh nó rớt lá này. Vâng. Và những cái cây này, những cái này là nó có vết bệnh và dần dần càng lên thì nó khỏi. Đây, lên trên lá trên này là khỏi luôn. Đấy, khỏi luôn. Rồi, những cái lá ở bên dưới cũng bị bệnh và lá ở trên này khỏi luôn. Ở đây cũng vậy các bạn. Là cái cây này, vừa nãy tôi quay cho các bạn coi đấy, là nó bị những cái vết bệnh thán thư ở đây. Đốm mắt cua nữa. Và khi lên đến trên ngọn là nó khỏi hẳn luôn và không bị nữa các bạn. Thì từ đây á là mình mới rút ra được một cái bài học là trong cái quá trình mà anh Công anh ấy mới chuyển dàn lên đây thôi. Thì cái quá trình mà chuyển dàn nó hơi lộn xộn. Nó hơi bị gọi là gì nhỉ? Nó bị thay đổi cái hướng nắng này, thứ nhất là thay đổi hướng nắng này. Thứ hai là thay đổi cái môi trường đúng không ạ? Rồi thứ ba là nó thay đổi cái chế độ chăm sóc. Chế độ nước nó sốc một chút. Rồi nhiệt độ, độ ẩm. Thì là nó bị bệnh. Đấy, thêm kết hợp thêm là ngày trước anh đã che mưa chưa ạ? Trước chưa. À, ngày trước là chưa che mưa. Nên nó bệnh như này. Dạ. Mình mới làm dàn thêm đây. Thì những cái vết bệnh như này bây giờ nó khỏi rồi đây anh này. Đấy, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút về cái cách làm như thế nào để mà những cái lá bên dưới nó bị bệnh đây. Rồi dần dần là nó lên như thế này và nó khỏi bệnh luôn. Đấy. Từ. Tôi vừa mới bắt được một cái con này các bạn. Đây này, con cuốn chiếu này. Thì mình bón phân hữu cơ đấy các bạn. Là khi mình bón phân hữu cơ thì côn trùng nó sẽ nhiều. Cho nên mình phải phòng được côn trùng.
cái con cuốn chiếu này này nó chuyên ăn rễ lan, ăn những cái đầu rễ đây này các bạn này. Nên là đôi khi mình thấy những cái đầu rễ nó bị cụt hay là nó gặm nham nhở, là một là sên, hai là cuốn chiếu. Đấy, hoặc là trên lá nó cũng gặm luôn. Thì mình có thể dùng cái thuốc nhúng mùng này ạ. Vâng. Cái thuốc Fendona mình pha liều 5cc 1 lít, 5cc 1 lít rồi phun. Hoặc là mình mua trên phòng y tế của huyện ấy. Có. Đấy. Rồi anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết một chút là cái những cái cây này này. Nó đã bị bệnh ở đây và lên trên nó đã khỏi đây. Đó. Khỏi này. Thì những cái kinh nghiệm thực tế anh đã làm cho nó khỏi hoặc là nó tự khỏi hay gì đấy, anh có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người học hỏi được không ạ? Dàn nhà mình thì hắn bị cái bệnh thán thư đấy. Yeah. Gọi là đốm lá. Vâng. Mình cũng không quen lắm về cái cách chữa bệnh. Yeah. Nhưng mà mình nếu như trường hợp mà nó bị nặng thì mình chỉ chấm bằng cái tetacilin. Đây hả? Có những cái vâng, mình chấm bằng cái tetacilin này. Cái này cái đây. Viên tetacilin cho người uống. Chờ em chút nhá để em lấy nét cái. Ừ. Đây. Đấy, nhưng nó bị nặng thì mình lấy dùng cái viên tetacilin này. Mình hòa với nước. Tetacilin 500 mg hòa với nước. Mình hòa với nước một nửa này thôi. Dạ. Đấy, một viên đấy ạ, một viên là hòa một viên. Dạ. Hòa lấy nửa chén nước này. Dạ. Rồi mình chấm mình bôi vào. Vâng. Bôi vào như thế này là nó khô. Dạ. Đảm bảo mình chỉ cần bôi 2 lần thôi. À, đây này, là nó khô đây. Lại luôn. Khỏi luôn, đây. Không việc gì. Vâng. Đấy, mình bóc cái bẻ ra thử nhé. Vâng. Bẻ ra thử xem nó trong khô và nó khỏi. Khỏi luôn. Không được gì. Đấy. Nó khô luôn đây các bạn này. Vâng. Nhưng mà bôi cái này phải che mưa chứ anh nhỉ? Vâng, che mưa thì không che mưa sao khỏi được. Cái đương nhiên thì là mình nó bị cái thời kỳ là khi mình trước khi mình chưa làm dàn. Yeah. Mà dàn mình kia là đang ở dàn cũ là chưa che mưa. Yeah. Chưa có che mưa thì mình mới làm cái dàn mới, như thì là chuyển sang dàn mới này thì là che mưa rồi. Yeah. Thì che mưa thì nó đảm bảo hắn hoàn toàn là mình không sợ bệnh nữa. Là tự nó khỏi đấy hả anh? Vâng, hắn tự khỏi. Yeah. Còn cái nặng thì mình mới bôi cái tetacilin. Yeah. Tương tự như là cái này là khi trước là cái búp lá của nó đây bị dính mưa. Thì nó bị dính mưa là cái tetacilin, nhưng mà khi mình chấm mình bôi một cái là nó khô khỏi luôn. Thì vâng. Hiện tại là nó đang bị nhiễm cái kháng sinh, nó hơi mất nó sốc đấy, sốc kháng sinh đấy. Dạ. Kháng sinh nó vàng vàng nhưng mà sau là bình thường lại thôi. Dạ. Đấy. Cái tetacilin đó là dùng cho người. Dùng cho người. Dạ. Vâng. Mình thực tế là mình không quen dùng về thuốc chữa bệnh. Dạ, vâng. Nên là mình rất ngại dùng các cái thuốc kia mà tại vì là ở gia đình liền kề. Như vậy là cái bí quyết ấy, đấy là dàn này che mưa này. Ở đây là anh dùng cái hệ thống gì đây ạ? Mình dùng cái hệ thống đang lắp hệ thống tưới tự động. Dạ. Đang lắp bếp tưới tự động nhưng mà dạ vâng. Đang nghĩa là trước đây là anh chỉ tưới tay thôi. Tưới tay, hiện tại vâng. Là tưới tay. À. Nhưng mà bây giờ thì mình lắp cái hệ thống tưới tự động cho nó nhàn hơn vì nhìn lan nhiều mà mình còn chưa hoàn thiện. Còn bây giờ như này nhá, cái dàn của anh ấy là ở bên trên là lưới Đài Loan phải không anh? Hay lưới dệt kim? Vâng, lưới dệt kim Đài Loan. Dạ. Mình che bằng tấm nhựa trắng sáng hết. Nghĩa là bên trên này lưới dệt kim. Vâng. Từ lưới dệt kim xuống cái tấm nhựa là bao nhiêu? Khoảng cách là 95 phân, 90 đến 95 phân. Ồ, đứng ở dưới này nhìn lên cứ tưởng nửa mét thôi chứ, hóa ra gần 1 mét cơ. 95 cm. Vâng. Dạ. Đấy. Nghĩa là lưới ở bên trên, sau đó là đến cái tấm nhựa che mưa là cái kia là cái tôn sáng đúng không ạ? Tấm tôn sáng đấy, nhựa che mưa tôn sáng đấy. Thì cái khoảng cách ở giữa đây là mình để cho nó thoát khí. Dạ. Thoát khí mình để cách thoáng ra, tại vì dàn mình rộng, mình để thoáng ra. Còn bên trên đó thì cái đoạn khoảng hở đó thì mình lại che bằng cái tấm màng màng kính, lưới tấm nhựa màng kính. Dạ vâng. Màng kính nhà lưới. Đó. Quá tuyệt vời. Cái khoảng cách đó thì mình chặn lưới đài lên bên trên luôn. Như vậy là che mưa hẳn hoàn toàn. Một cái kinh nghiệm rất là hay. Thật sự rất là cảm ơn anh. Dạ, vâng. Những cái này là mình bảo tồn thôi. Anh đang nhân giống để sang năm thì bắt đầu mới có giống chia sẻ. Dạ. Đây là cái dòng lá mít của. Dạ vâng. Đây là anh giới thiệu một chút về anh. Đây. Dạ. Đây là bác Lê Hiền. Dạ. Bác là hội trưởng hội Lan Cẩm Thủy. Dạ vâng. Là mình cũng nhờ kinh nghiệm của các bác dạ. Mình mới chơi lan. Nhưng mà cũng nhờ kinh nghiệm của các bác và học hỏi và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm mình cũng đang học hỏi các bác rất nhiều. Dạ vâng, chào anh ạ. Là hội trưởng Lan Cẩm Thủy. Từ Cẩm Thủy lên đây sao anh? 50-60 cây chứ. Úi giời. Khá thế. Anh từ chỗ anh đi lên đây có qua suối cái cá suối cá. Đi qua chưa cá thần mới lên đây. À dạ vâng, rồi cảm ơn anh ạ. Để em tiếp tục em tác nghiệp một chút nhé. Cái này là cái bông của vùng Phù Luông luôn này anh. Phù Luông chứ. Vâng, bông Phù Luông. Dạ. Điệp Phù Luông nó năm nay nó lại nở muộn tại vì cái này là ki thôi.
Ở trên Mộc Châu là có cái pha luông. Pha luông. Còn ở đây là pù luông. Vâng, đây là pù luông. Dạ. À, mình chia sẻ như vậy để các bạn phân biệt được. Đấy. Đây thì bây giờ ví dụ như anh muốn tỏ dòng thân thủ của pù luông đây. Những người mà họ xem clip này chẳng hạn, họ muốn giao lưu những cái thân thủ như này. Vâng. Thì bây giờ sẽ liên hệ với anh và mua những cái này hả anh? Ví dụ cái này hả? Đây ạ. Vâng, hiện tại bây giờ là mình đã bảo tồn thành công. Dạ. Đấy, như cái này. Còn là cái đang kỳ năm nhất. Đây, kỳ năm nhất của nó đây. Cái giống thân thủ. Ở đây em thấy có cái viên này phân chùn quế à? Ừ, anh dạ. mới lấy với chú em chú Thảo đấy. À dạ. Ngọc Lạc. À, rồi. Mới lấy vừa rồi. Đây là cái dòng kỳ trên thân của nó. Kỳ năm nhất. Kỳ năm nhất đây. Vâng. Wow. Trích ra ở cái chỗ kia. Dạ. Vâng, thân của nó là đạt phi 19. Đây này, kỳ năm nhất này. Vâng. Kỳ năm nhất 20 này. Nó được khoảng 40 này. 60, phải hơn 60cm vâng, các bạn ạ. Được 66-67cm. Dạ. Rồi, kỳ năm nhất còn cái chuồng cọp bên này sao anh? Bên đây là được cái giống ươm ra. À đi, thì mình lên đấy một chút. Cái giò to mình ươm ra. Cái giàn này của anh tốn cũng nhiều sắt đấy nhỉ. Vâng. Mấy tấn anh? Không biết là tấn rồi, cũng cứ mùa là làm thôi. Dạ. À, anh ơi, anh chia sẻ một chút về cái tấm này được không? Tấm lưới này. Dạ. Mình mua ở nhờ chú em Long Triều Phạm ở Hải Phòng. À dạ, anh nhấc lên tí. Long Triều Phạm vâng. Ở Hải Phòng. Cái này tấm này thì làm dàn rất tiện. Cái này là lưới chấm chì đúng không anh? Vâng. Lưới đấy, nó hàn rồi mà nhúng kẽm. Dạ. Nhúng kẽm. Đây tấm một tấm này là khổ rộng 1 mét. Dài 2 mét. Dài 2 mét. Dạ. Đấy thì mình là bao nhiêu tiền một tấm này hả anh? 200.000. 200.000 một tấm này. À vậy cũng rẻ chứ anh nhỉ? Vâng, rẻ mà. Lấy ngoài Hải Phòng. Dạ. Là chưa tính trước về đến đây. Thì mình cũng anh em mình ra chỗ chú Long Triều Phạm thì dàn được chú cũng đẹp lắm. Mình dạ. Cũng học theo cái mô hình của chú Long Triều Phạm. À rất là tuyệt vời. Như vậy là những cái bây giờ những bạn mà muốn giao lưu với anh những cái cây lớn thì chưa đúng không ạ? Vâng. Còn những cây như này thì là ok rồi đúng không anh? Đây là các cái dòng thân thủ của phù luông. Dạ. Phù đã chưa này. Đây là kỳ dòng lá mít. Đây các bạn này, đây. Cái giả hành to này. Cái kỳ này. Vâng, đây nó to như này. Wow. Thân phi 22. Đây các bạn này. Thân phi 22. Đấy. Ngón tay cái. Mình kẹp bằng thước điện tử là phi 22. Dạ. Ủa đây đã chưa này. Cái này anh kích dễ bằng cái món gì đây anh? Không, để tự nhiên thôi. À, em nhổ lên nhá. Vâng. Nhổ lên thử nhá. Đừng. Được không? Sợ nó ảnh hưởng đến sinh đây. Ăn dễ ăn sâu rồi. Thế là ở đây là có phần cái phần dê đúng không ạ? Vâng. Quá đã luôn. Tuyệt vời đấy. Nhưng mà anh trồng bằng cái chậu này đóng hàng đi xa nó hơi khoai đấy. Cái này là mình chỉ để bảo tồn. Dạ. Hiện tại là mình đang để dùng để bảo tồn. Tuyệt vời anh ạ. Đây là cái kỳ trên thân năm nhất đầu tiên lớn nhất của nó. Kỳ trên thân lứa lớn nhất của cái giò thân thủ. Dạ. Đây mình, đây. Tao không muốn đời con gái của tao khổ đời. Ở đây các anh trong hội hoa lan Cẩm Thủy, trong hội hoa lan Xuyên Việt đang ngồi chém gió các bạn ạ. Đấy. Hôm nay là đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm. À. Cái này là của pù luông luôn đấy. À không, cái này là mình mua giống thôi. Dạ. Mua giống năm ngoái mua 1 kg và cái này là kỳ của nó kỳ ra tự nhiên của cái thân năm ngoái. Ở đằng này đây các bạn này. Đây là giống cái đây ra đây cái thân thủ vừa nãy đâu ạ? Đây. Đây ạ. Để này cho đỡ lóa anh. Đây này. Đây. Wow. Đây. Đã không các bạn? Cái khúc kỳ trên thân của nó. Kỳ khi mình cắt ra, nó chưa nếu mình cắt ra mình ươm tự nhiên thôi. Chứ không có kích gì hết. Rất là khủng thì khiếp nó luôn. Nó lên kỳ như thế này. Dạ, đây. Ở đây em thấy có một cái lá sọc đây anh này. Ở đây là những cái giò quế các bạn. Những cái giò quế của khu vực Thanh Hóa luôn. Đây là cái dàn mà nhìn từ trên xuống đẹp lắm các bạn ạ. Rất là thoáng, sạch sẽ, gọn gàng. Siêu sạch luôn ấy. Và cực kỳ thoáng. Thì bây giờ là tôi sẽ xuống chia sẻ các bạn thêm một cái hình ảnh của một cái giò lan. Lá sọc các bạn, lá sọc phát tài tôi cũng rất ấn tượng. Đây. Đấy, lá sọc đây. Cái này là thuộc vùng nào hả anh? Cái này là mình mua giống thôi. Mình dạ. Mua kỳ giống với lại bạn thôi. Dạ. Cái này là tuyệt vời đấy anh nhỉ. Sao cái này bây giờ anh chưa bỏ ra anh ươm kỳ đi đây này? Cái này thì thôi muộn rồi mình để sang năm. Để sang năm mình mới nữa. Còn cái kỳ ví dụ nó như nó bây giờ kia đấy. Từ bây giờ cho đến lúc mà trời nó lạnh nhé anh.
là còn khoảng bao nhiêu tháng nữa? Cái khu vực mình ấy, khu vực mình thì bắt đầu là sang tháng tháng 10 âm lịch là bắt đầu lạnh rồi. Bây giờ là tháng 9 nhỉ anh ạ? Bây giờ sang tháng 9. Như vậy là còn hơn một tháng nữa. Thế nào? À, đang tháng 8, mới đầu tháng 8. Tháng 8 cũng anh đang nói lịch âm hay lịch dương đấy ạ? Lịch âm. Như vậy còn 2 tháng nữa. Vâng. Nếu bây giờ mà ươm ki là bị muộn. Vâng. Dạ. Muộn. Đúng rồi. Trong Nam thì ươm ki thì lại dễ, nhưng mà còn hên xui anh ạ. Trong Nam ví dụ như Lâm Đồng của em ấy, bây giờ cũng ươm là cũng muộn. Cũng rất là Lâm Đồng. Là chuẩn bị sang mùa khô. Vâng. Mùa khô là cây lan nó ngủ luôn. Vâng. Đấy, còn còn ví dụ như ở trong Nam các tỉnh miền Đông, miền Tây ấy thì ok. Vâng. Là ươm được. Đây đứng cái ở góc ki 53 của nó. Ngồi ở cái góc độ này mà nhìn trong cái dàn lan của anh Công á, là thực sự rất tuyệt vời luôn các bạn. Toàn là thân thủ phi phàm thôi. Đấy. Thảo ơi. Ở đây là đứng từ xa nhìn cái dàn lan của anh Công các bạn. Thật sự là tuyệt vời lắm. Toàn là thân thủ thôi. Với lại thêm rất là nhiều các loại giống lan khác nữa. Thì nếu mà các bạn quan tâm và các bạn muốn giao lưu với anh Công, có thể là đến sông Mã, khu bảo tồn quốc gia Pù Luông. Đó. Và các bạn có thể liên hệ về cái số điện thoại này. Anh Hoàng Công, số điện thoại là 0973 709 996. Trong một cái dịp mà đi giao lưu, chia sẻ học hỏi như thế này, tôi cũng học được rất là nhiều điều. Thực sự là như vậy. Và quan điểm cá nhân của tôi trong cái việc chia sẻ những cái video clip này, đó là trợ duyên cho những nhà vườn có cái uy tín, có cái trách nhiệm, nhưng mà cái thương hiệu chưa được thực sự là nổi tiếng, sẽ phát triển cái công việc kinh doanh và trồng lan, cũng như là chia sẻ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của những nhà vườn trồng lan có kinh nghiệm đến tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi. Và quan điểm của tôi là cái gì mà hay thì mình lan tỏa, cái gì mà dở thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Còn thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn xem clip nhưng mà không hiểu được cái mong muốn của những người làm chương trình. Và cũng có một số người thì suy nghĩ nó hơi lệch lạc một chút. Nên là tôi cũng muốn chia sẻ để mọi người cùng hiểu rõ hơn. Chứ mình cũng không nên giữ cái suy nghĩ như vậy, nó cũng không hay lắm. Xin kính chúc các bạn chơi lan vui vẻ và thực sự là hạnh phúc. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Hoa Lan TV. Xin chào các bạn. Tôi thấy có một cái tác phẩm hay lắm các bạn, rất là độc đáo nhé. Đây này, có 3 cọng thì nó đều tách ngọn làm đôi này. Đấy, rất là hay luôn. Đó. Đây, ngọn nào cũng thế các bạn. Không biết vì lý do gì luôn. Khả năng là nó bị vặn hướng, hoặc là nó bị sốc cái chất vi lượng nào đó, hoặc là đột biến. Đấy, nó tách làm đôi đấy các bạn nhé. Đây, 3 cọng đều tách làm đôi hết. Đó. Thank you.